Tạo hình tóc búi hai bên của dàn mỹ nhân cổ trang, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư xinh xắn đáng yêu. Mời đẹp. Nhậm Mẫn, Nhiệt Ba nên từ bỏ ý định cưa sừng làm nghệ. S.O.S. Trời ơi, trời ơi. Một trong những tạo hình tóc khá phổ biến trong các bộ phim cổ trang Hoa ngữ đó là tóc búi hai bên. Thường thì những nữ chính giai đoạn đầu, lúc còn ngây thơ trong sáng sẽ rất hay dựng kiểu tóc này. Thế nhưng, không phải mỹ nhân nào cũng đẹp khi để tóc búi hai bên đâu nhé, phải có căn dữ lắm mới sinh được đó nha. Triệu Lệ Dĩnh. Nhắc đến tóc búi hai bên chắc chắn phải có Triệu Lệ Dĩnh. Cô nàng nổi đình nổi đám với kiểu tóc này khi đóng Hoa Thiên Cốt cơ mà. Thời điểm hóa thân thành nàng tiểu cốt ngây thơ đáng yêu, Triệu Lệ Dĩnh 28 tuổi. Ấy thế mà cô nàng vẫn diễn được nét dễ thương ngọt ngào hơn khối tiểu hoa trẻ tuổi bây giờ. Viên Băng Nghiên. Tuy không còn tham gia nhiều hoạt động trong showbiz như trước do vướng lùm xùm, song Viên Băng Nghiên vẫn luôn là cái tên được nhiều người nhớ đến. Cô nàng từng gây ấn tượng với vai nữ chính Chử Toàn Cơ linh động, dễ thương trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Một trong những yếu tố giúp Viên Băng Nghiên thêm phần đáng yêu ở bộ phim đó là nhờ tóc búi hai bên. Diện mái tóc này trông Viên Băng Nghiên trẻ trung, hoạt bát hơn hẳn. Triệu Lộ Tư. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nét đẹp trẻ trung tươi tắn, Triệu Lộ Tư có được vẻ ngoài hao hao như Triệu Lệ Dĩnh. Chẳng thế mà cô nàng diện tóc búi hai bên cũng cực hợp mắt. Trong rất nhiều bộ phim, nàng tiểu hoa 95 diện mái tóc này mang đến một vai diễn hoạt bát, ngây thơ vô cùng linh động. Dương Tử. Trong Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết, kiểu tóc búi hai bên đã theo Dương Tử từ đầu đến cuối phim. Ban đầu, Bạch Yêu Yêu ngây thơ, dễ thương đã rất hợp với kiểu tóc này. Nhưng điều đặc biệt nhất là dù Dương Tử có diện kiểu tóc hai bên để diễn cảnh ngược tâm đau khổ thì người xem vẫn cảm thấy hợp. Ngoài bộ phim này, Dương Tử còn diện kiểu tóc búi hai bên ở Trầm Vụn Hương Phai cũng rất xinh xắn đó nhé. Điền Hi Vi. Nàng tiểu hoa mới nổi Điền Hi Vi cũng thường xuyên diện kiểu tóc búi hai bên trên các bộ phim cổ trang. Với đôi mắt to tròn, gương mặt với đường nét đáng yêu đầy linh động, Điền Hi Vi khiến bao người phải mê mẩn vẻ xinh xắn của cô nàng. Ngô Thư Hân. Cũng có gương mặt bầu bĩnh, cũng thường xuyên ra vẻ đáng yêu, nhưng Ngô Thư Hân lại dường như không quá hợp với kiểu tóc búi hai bên. Cảm giác như mỗi lần cô diện kiểu tóc này là y như rằng Ngô Thư Hân lại làm lố cái vẻ điệu đà của mình lên, làm người xem hơi nổi da gà. Nhậm Mẫn. Với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, đáng lý ra Nhậm Mẫn phải rất hợp với tóc búi hai bên mới phải, nhưng sự thật là cô nàng cực kỳ không hợp, thậm chí bị dìm rất nhiều chỉ vì kiểu tóc này trong Ngọc Quốc Giao. Địch Lệ Nhiệt Ba. Một trong số những tiểu hoa mà không nên diện kiểu tóc búi hai bên nhất, đó là Địch Lệ Nhiệt Ba. Vai Phượng Cửu ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đẹp là thế, vậy mà qua tới Trầm Thượng Thư, cô nàng diện tóc hai sừng là xuống sắc liền. May mà sau đó có một vài tạo hình tóc búi khác vớt vát lại nhan sắc, chứ không thì Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê miết.